Số người được vô phòng tạo 3 người, số người được vô phòng đâu? một mày cứ chỉnh cái đấy một đi, hồi nãy mày chỉnh mày quên mày chỉnh nhầm năm đấy. Một nè. Vô được cái là lạ. Bát. Số người được vô phòng. Rồi, ok. Chọn ngẫu nhiên nè, rồi bát, rồi ok. Mình tạo xong rồi mình sẽ đánh bát trên mình sẽ ghi bát trên đây luôn nha, để mấy bạn nào nhanh tay thì vô nha. Rồi ok. Mình sẽ đánh bát ở trên kênh stream mà bát nè. Bát hai chấm củ chuối. Đấy, bát là củ chuối. Bát là hai chấm củ chuối. Đó, coi bạn nào có vô chưa? Đây, một bạn đầu tiên là BG Tài đã vô rồi. Bạn tiếp theo, hai mới đúng thi ơi. DM1. Không vô được mới thất hả? Ok. Ủa vậy số 2 mới được hả? Xuống dưới theo dõi được không? Không. Thiếu vị trí rồi. Ok, sẽ vô rồi là liền. Bạn BG Tài mình sẽ mời. Ủa mày làm sao mày không xuống khách giả được rồi? Ai biết. Rồi ok, mình sẽ thêm bạn bạn này. Rồi ok. Đó 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 đó, chỉnh 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 lại, phải hai người mới được. Rồi mình cho một bạn tiếp theo vô. Rồi mình sẽ tạo phòng lại. Ủa tao tạo toàn số người một không à. Số tao theo dõi được mà. Mày sao làm sao mà không xuống theo dõi được? Giờ chọn hai có gì đâu. Con số 2 lần nữa nó thành 4 team đấy. Đó, rồi nó thành 2 team đấy. Cái đấy là số team nhưng mà là mỗi bên một người, thử đi biết. Làm sao? Thì mày cứ thử đi rồi biết. Thì máy tao xoay số 1 đâu có vô được, cái này quân số nè. Chạy là quân số 5 chỉ có 5 người. Một là một đội. Đấu 5 năm thì tuần sau đi. Năm năm thì từ sau, tại có nhiều bạn cũng đòi solo. Rồi mình sẽ mời lại cái bạn kia, mình sẽ mời lại cái bạn kia vô phòng, rồi một bạn tiếp theo nữa. Hoài trời, vậy lần đầu tiên làm ấy, lần đầu tiên tổ chức cái này kiểu như tôi cũng gà nữa nên mấy bạn thông cảm. Còn đây BG Tài mình sẽ cho bạn đó vô. Rồi mình sẽ đập bát bát lên, là bát là 5 chữ A nha. Nè, bát là nào mới chống năm được chữ cái A. bộ bạn ơi. Cái gì cái thông tin game tôi đâu phải Riot Game đâu mà ông hỏi tôi, ông Google ông Ok hỏi bạn. tôi, ông Trang Liên Minh ông hỏi. Ủa sao Mình xuống không biết không đi, được? các bạn biết. Rồi mình không biết, mình cũng có biết đấy đâu mà À không vậy biết. bạn Thái. Bạn xét Thấy chưa? nhau chấm cơm Thấy chưa? solo với bạn BG Tài nhé, còn bạn kia, còn bạn bạn kia xem thôi nhé. Mày tặng phòng cái kiểu gì mà không có chế độ khán giả vậy? Tao không biết đâu, thôi Ai kệ mà mẹ vô đó. vô luôn vậy? Sao ba người? Ok, solo ly. Ok chưa? Mình kích. Rồi đây mình kích rồi mình vô. Dạ. Ok. Rồi mình khóa luôn. Lát đấu 5 năm đi, tuần sau sẽ 5 năm, tại vì mình tiền đâu mình tổ chức hoài.
Mỗi tuần mình đều tổ chức hết cho mấy bạn mà chơi mà mấy bạn cứ yên tâm. Anh chỉnh cho phép khán giả tùy chọn mới được đấy. Tôi cũng cũng đâu có xuống khán giả đâu, cũng không sao. Cái vấn đề này chỉnh nó cũng không có cái gì. Tại vì tôi phải coi trực tiếp. Mày muốn kiểu trực tiếp solo luôn thì cho nó nhanh, như khán giả thì 3 phút. Mất công mấy bạn chờ nữa nên tôi ngồi coi vậy trực tiếp cho nó dễ. Ở đây không có quan trọng là qua. Ở đây không có quan trọng là trình như cái gì, cái này là thể thức vui vẻ và đánh như thế nào, cái đó là tùy bạn nên mấy bạn cũng đừng có chê. Thì mỗi người sẽ có một cái biệt tài, biết đâu bạn này chơi game dở nhưng mà bạn kiếm tiền sẽ giỏi. Và những cái này nếu mà là tôi thì tôi chỉ chọn kiếm tiền giỏi hoặc là một cái gì đó thông minh hơn, chứ còn so với tôi thì tôi cũng chả chơi game hay là cái gì đó, tôi cũng cảm thấy bình thường. Quan trọng là cái cách bạn chơi game mà bạn kiếm ra tiền được đó, thì người ta mới nể được. Dạ, sau đây là trận đấu tiếp theo là giữa bạn BG Tài và bạn Xem Xét. Ok, nếu mà mình sẽ tổ chức rồi là mấy bạn muốn vậy thì cũng chút nữa mình sẽ tổ chức cú tôm 5 năm và mấy bạn đánh với nhau, mình sẽ bên ngồi bình luận. Ok chưa? Và cái đó sẽ không có phần thưởng, nhưng mà tuần sau mình sẽ tổ chức 5 năm tiếp và là sẽ có phần thưởng. Còn bây giờ mình, tại vì cái giải mình đã tổ chức có nhiều bạn muốn solo rồi. Ôi, khởi đầu cho bạn BG Tay là bạn có một sự khác biệt, nó là bạn lấy dịch chuyển, còn Lee Sin bên bạn set nhau.com là lấy cho mình lá trắng và thư đốt, còn đây là hồi máu với dịch chuyển. Đây, cả hai bạn đều cầm quyền năng bất diệt. Ủa, game bị lỗi sao thôi? Từ chối luôn để reset máy đấy. Ủa, cái game bị cái gì vậy? Cứ vô, chuẩn bị vô game là quýt giá là sao? Hồi 12 phút rồi đó. Chụp đầu. Đây, nó chụp đầu rồi. Rồi, hai ly xin. Cả hai bạn đều khởi đầu cho mình là khiên đô là kiếm đô răng và một bình máu. Bạn này có lấy cho mình cái bánh quy. Đây, bạn này thì không. Chính giáp, bạn ly xin kia coi. Bạn ly xin này là chính giáp, bạn ly xin này. 33. Ủa, sao lít vô không được? Đang múa mà lít ngu vậy, phải múa đứng lên lít cái chỗ đó. À, 33 giáp. À, tốc độ đánh là 0.66, ông này tốc độ đánh 0.73. Ông xét bạn xét nhau lấy cho mình nhiều tốc độ đánh hơn. Và bạn này có lấy cho mình kháng phép nữa. Đam của bạn là 23, bạn đi xin bên kia. Thời gian hồi chiêu thì không có. Chí mạng không. Tốc độ đánh là nhiều hơn bên bạn bên kia. Đây, bạn này thì lấy cho mình cooldown à. Ủa, sao bạn này lấy luôn kỳ vậy? Ông đứng im cho tôi coi. 84 đam. Ông này cũng 84 đam. À, đam bằng nhau. Bạn này không có kháng phép. Ngọc xanh của bạn là cung đao theo cấp. Mình đoán là vậy. Thì mới bạn xét nhau, bạn lao lên. Ý mình có tốc độ đánh cao, đẩy rip lên liên tục. Và một e chúng dành cho bạn BG Tài. BG Tài. Rồi, hai bên vẫn cho đánh chậm. Không có bạn nào động thái tấn công. Một địa chứng chúng chính xác và một hit dành cho hai bên. Hai bạn đều rip đánh bạn BG Tài khá nhiều. Tạm thời là chỉ hơi lỗ một xíu so với bạn xem xét. Gọi là bạn xem xét đi xét nhau là cái gì. À, lên level 2 trước cho bạn xem xét. Rồi, bạn BG Tài cũng đã lên level 2 rồi. Chỉ số lính là
Bạn BG Tài lát hít khá chuẩn cho mình 8 con rip rồi, mới chỉ mít cho một con thôi. Bạn xem xét, bạn lo xem xét nên bạn lát hít hơi hụt. Một tay bạn bận quay tay rồi, một hít tự chủ bắn chúng bạn xem xét rồi, bạn hơi ẩu rồi. Ôi gác hai chỉ số lính và máu cũng cần nhau rồi. Bạn xét, bạn xem xét, bạn xem xét, bạn quay tay tốn thế lực quá, bạn đã uống máu rồi. Trong khi đó bạn BG Tài bạn vẫn chưa uống. Lên level 3 dành cho bạn BG Tài. Và bạn xem xét cũng đã lên level 3. Ôi mít con rip rồi. Một địa chứng dự chứng đá xuống âm chúng rồi. Liệu bạn có lao vô hay không? Lao vô luôn. Có hiệu có siêu không? Một mạng và chiến thắng dành nghiêng về cho bạn xem xét. Bạn xem xét xong thì bạn khá là lực. Ok bạn xem xét. Ồ quên chỉnh màn hình hoài. Quên chỉnh màn hình hoài thôi quýt luôn. Ok thoát. Rồi ok. Bạn xét xem nhau đâu rồi. Bạn xem xét đâu rồi. Quá chết cha quên add friend bạn rồi.